Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những tác dụng của tinh dầu cam ngọt. Một số chức năng của tinh dầu cam ngọt là chữa trạng thái thần kinh dễ kích thích, mất ngủ, trằn trọc ban đêm, động kinh, đau nửa đầu, trừ đờm, làm thuốc đổ mồ hôi, lợi tiểu, trị đầy hơi, căng thẳng hay stress, giảm đau, kích thích tốt hệ tiêu hóa, thư giãn cơ thể, đem lại cảm giác lạc quan, thư thái, vân vân. Người ta dùng tinh dầu cam ngọt để chữa trạng thái thần kinh dễ kích thích, đánh trống ngực, bệnh thần kinh, mất ngủ, trằn trọc ban đêm, động kinh, đau nửa đầu, ho do thần kinh. Vỏ cam được dùng làm thuốc bổ dạ dày và giúp ăn ngon miệng, cũng dùng để chữa ho. Nói chung, người ta sử dụng lá làm thuốc giảm đau, dễ tiêu hóa. Tinh dầu của vỏ dùng trong hương liệu, hoa được dùng cất nước hoa và dùng chữa bệnh co thắt và làm thơm thuốc, vỏ dùng làm thuốc bổ đắng, dễ tiêu và thơm, dùng chế nước hoa, chỉ xác, chỉ thực, được dùng làm thuốc giúp tiêu hóa, ăn uống không tiêu, đầy hơi tích trễ, chữa ho, trừ đờm, làm thuốc đổ mồ hôi, lợi tiểu tiện. Tinh dầu cam giúp trấn tĩnh tinh thần, làm tinh thần thoải mái, kích thích sức sáng tạo và tăng khả năng hăng say làm việc đến 40%. Khuếch tán tinh dầu cam giúp phòng thoáng đãng, với hương thơm ngọt mát dễ chịu và tẩy uế đồ dùng trong gia đình. Tinh dầu cam là sự lựa chọn tốt nhất khi bạn bị rối loạn tiêu hóa, đầy hơi, căng thẳng hay stress. Tinh dầu cam có tác dụng giảm đau, kích thích tốt hệ tiêu hóa, thư giãn cơ thể, đem lại cảm giác lạc quan, thư thái. Làm mềm da chân da tay vào mùa hanh khô. Dùng để massage với dầu nền. Nhỏ vào bồn tắm để tắm. Dùng để xông hương với đèn điện xông hương, hoặc lò đốt nến. Chăm sóc hệ hô hấp, cho từ 3 đến 5 giọt, vào chén nước ấm nóng, đưa chén nước nóng lên vùng mũi, miệng, sau đó hít thở sâu và đều. Một số chức năng khác của tinh dầu cam ngọt. Chống nấm móng tay móng chân. Vỏ cam rửa sạch để khô, còn giúp khử mùi hôi ở tủ lạnh. Nếu bạn cho vào bếp than, vài miếng vỏ cam khô, mùi than cũng được khử bớt. Giúp ngủ ngon. Dùng nước hãm từ vỏ cam còn tươi, với nước nấu sôi trong 1 giờ, đậy nắp kín, sau đó lược sạch, và vắt nước phần vỏ, để pha vào bồn tắm, đồng thời vắt thêm tinh dầu từ vỏ còn tươi, trộn chung với muối tán mịn, cho vào nước tắm. Trước khi đi ngủ khoảng 1 giờ, hãy ngâm mình trong hỗn hợp trên 15 phút, và thực hiện cách một ngày một lần. Trị đau đầu, xông mặt với tinh dầu vỏ cam với nước, có tác dụng giảm thiểu những cơn đau đầu khó chịu. Ngoài ra, những món ăn có chế biến thêm vỏ cam để đề phòng bệnh viêm gan, do thành phần tinh dầu có trong vỏ cam, loại trừ hàm lượng cholesterol LDL gây hại cho cơ thể. Khử mùi, do tinh dầu trong các loại vỏ cam có công dụng kháng khuẩn, nên bạn có thể cắt nhỏ và phơi sấy khô để tẩy trùng phòng ốc trong nhà và xua đuổi muỗi. Vỏ quýt rửa sạch để khô, giúp khử mùi hôi ở tủ lạnh. Nếu bạn cho vào bếp than, vài miếng vỏ quýt khô, mùi than cũng được khử bớt, tạo cảm giác ngon miệng. Nấu sôi hỗn hợp vỏ quýt khô nhuyễn và nước, đậy kín để hãm trong vài phút, sau đó lược lại cho sạch. Uống mỗi lần 1/3 ly nước hãm ấm, từ 2 đến 3 lần một ngày, vào trước bữa ăn khoảng nửa giờ. Hạ đường huyết, khi bị tiểu đường, dùng vỏ cam và ruột bưởi, giúp hạ đường huyết rất hiệu quả. Có thể ăn nửa trái bưởi một ngày, và uống thêm nước hãm từ vỏ bưởi. Nấu sôi hỗn hợp vỏ bưởi tươi cắt nhỏ và nước, để hãm trong nửa giờ, sau đó lược sạch để uống, từ 2 đến 3 lần một ngày, khoảng 15 phút trước bữa ăn, mỗi lần khoảng 2 muỗng canh. Trị gầu và hói, khi có tóc gầu, hãy nghiền nát một vỏ cam, cho vào dung dịch nước sôi, đậy kín nắp để hãm trong 30 phút, sau đó lược sạch và vắt lấy bã, trước lúc gội đầu khoảng nửa giờ, thoa đều nước hãm lên chân tóc. Thực hiện như thế từ 2 đến 3 lần một tuần, mái tóc sẽ trở nên khỏe đẹp. Khi dùng vỏ bưởi để thoa lên da đầu, tinh dầu của vỏ giúp giảm thiểu hiện tượng rụng tóc gây hói đầu. Giảm đầy hơi, hương thơm tinh dầu của vỏ trái cây còn giúp giảm hiện tượng chướng bụng, đầy hơi và khắc phục tình trạng thiếu lợi khuẩn. Vỏ cam, vỏ quýt được dùng để chế tạo hương vị món ăn, thêm phần hấp dẫn và bổ dưỡng dưới hình thức ăn tươi, kèm theo món rau salad, nước sốt hoặc món cá, và pha chế trong nước uống, bánh, mứt, kẹo, vân vân. Xua đuổi muỗi, vỏ cam, vỏ quýt khô, khi đốt lên, còn giúp xua đuổi muỗi.
sử dụng đơn giản mà lại có hiệu quả cao. Nhỏ vài giọt tinh dầu cam vào bồn tắm, ngâm mình trong làn nước dịu mát, bạn sẽ cảm thấy thật thoải mái, thư thái và dễ chịu. Ánh sáng làm tăng mùi hương của tinh dầu cam, trước khi tắm, bạn nên cho vài giọt tinh dầu cam vào bồn, rồi bật đèn sáng lên, đóng cửa phòng lại, để ánh sáng trải đều trong vài phút, sau đó bạn bắt đầu thả mình vào làn nước mát lạnh và tràn ngập hương thơm để thư giãn. Ngoài cách trên, bạn có thể dùng hoa, lá hay vỏ cam tươi để gần với ánh sáng đèn của phòng tắm, hương thơm ngọt ngào sẽ lan tỏa vào không khí, tạo cho bạn cảm giác lâng lâng dễ chịu vô cùng. Chắc chắn, một phần hương thơm quyến rũ ấy sẽ thoảng ra từ nhà tắm và đến tận phòng khách nhà bạn. Nên sử dụng đều đặn, hai lần một tuần vào buổi sáng, những lo toan phiền muộn sẽ bị bỏ lại phía sau, tâm trí bạn thư thái, sẵn sàng cho một ngày đầy hứng khởi. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Nếu video hữu ích, mong bạn hãy bấm vào biểu tượng like hay thích bên dưới video và bình luận ngay phía dưới video để chúng tôi có động lực làm những video tiếp theo. Hoặc các bạn muốn chúng tôi làm video về chủ đề nào, các bạn vui lòng bình luận ngay phía dưới video này. Xin cảm ơn các bạn.